Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Rồi, welcome anh em. Chào mừng anh em quay trở lại trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức của tụi em nha. Bữa nay là em quay cho anh em hai mẫu xe với cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và hai con xe này là cũng được rất là nhiều anh em lựa chọn để mà mình đi phượt, đi chơi rồi nha anh em. Đi phố rồi nó cũng sang nữa. Đó, đầu tiên ở đây thì em có một con RC390. Đăng ký date rất là cao luôn em. Date cao nha, 2022 luôn. Biển số thành phố anh em sang tên là chỉ có 1% thôi. Và đặc biệt con xe này là odo của nó mới chỉ có 700 mấy chục cây thôi nha anh em. Còn ở bên phải bên đây thì em có một chiếc SH350. Con này cũng đăng ký 2022 luôn, và em bán cho mọi người chỉ có 109 cũ 800 ngàn à. RC390 này thì 74 cũ 800 ngàn. Ngoài ra thì bên em hiện tại còn đang có trên dưới 20 mẫu xe đầy đủ tất cả các loại cho anh em lựa chọn, và mình có thể trao đổi xe, giao lưu xe đồ với nhau luôn nha anh em. Và em sẽ tính cho anh em cái mức giá tốt nhất hỗ trợ để cho anh em nâng cấp CC nha. Rồi, bước vô cái mẫu xe đầu tiên ở đây thì em sẽ quay cho anh em chiếc RC390. Con này thì form dáng rất là thon gọn. Anh em cũng biết là KTM là một trong những cái hãng xe châu Âu mà nó làm ra một cái mẫu xe rất là được nhiều người lựa chọn mọi người. Thiết kế tổng thể của nó rất là thon gọn và trọng lượng nó cũng có nhẹ lắm đó. Đặc biệt là mấy con RC390 này hồi đầu mà lúc mới về Việt Nam là anh em lựa chọn rất là nhiều đó, di chuyển đồ là rất là linh hoạt, xào chẻ trong phố rất là dễ dàng nha anh em. Và đi tour thì những cái cung đường đèo đồ thì anh em sẽ có những cái pha bứt tốc nó ấn tượng ha. Đây, con này là phiên bản ga điện nha mọi người, nó không phải là ga dây. Đây, ga dây là đời cũ rồi, con này là ga điện. Và lăn bánh con này mới chỉ có 700 mấy chục cây thôi. À, 708 cây luôn. Trời ơi, xe này nó quá cộp rồi anh em ơi. 708 cây thì anh em khỏi cần phải lăn tăn suy nghĩ. Tình trạng này chắc chắn là nó chả khác gì cái xe đập thùng. Đây anh em nhìn ốc cổ, ốc phuộc nè. Đó, mọi thứ đều là còn nguyên bản, chưa có dấu cạy mở gì hết nha anh em. Phần chản ba ghi đông và các cái phần nút bấm ở trên đây anh em nhìn nè, màu sắc còn rất là đẹp, như dắt từ trong hãng ra luôn anh em ơi. Đó, những con ốc mà ốc cùm nè, anh em thấy không? Chỉ có cái xe mà lăn bánh tầm khoảng chừng cái ô đô này thì nó mới được một cái chắc xe nó đẹp như vậy thôi anh em. Tem RC và chữ KTM trên bình xăng vẫn còn. Đó, những cái con ốc nắp bình xăng anh em nhìn nè, nó đen muôn luôn. Chưa có một cái dấu mở nào luôn anh em. Đó. Mà xe này thì nó có một số cái vết chày nhỏ nhỏ li ti thôi, nó không ảnh hưởng tới cái quá trình sử dụng xe nha mọi người. Để xe lâu ngày thì mình sẽ bị cạo quẹt một số thứ, như là đi ngang mình quẹt vô không chừng, nói chung là khó xác định lắm. Nhưng mà nhìn chung rất là đẹp, ốc tán anh em nhìn là anh em mê liền, không có cần chê chỗ nào hết. Đây, cái phần này chỗ bầu bô anh em nhìn nè, những cái chữ khắc những con số này nó còn nằm ngay ngắn thẳng thớm, không có bị rỉ xét, không có bị chốc số nào hết nha anh em. Cực kỳ đẹp. Ốc tán anh em nhìn là chưa có mở gì luôn, rất là sáng. Và những con ốc này nếu như mà anh em đã từng tác động vật lý vô rồi, nhẹ thôi, nó chỉ bị bung một lớp xi nhỏ thôi là con ốc này nó cũng bị xét luôn nha mọi người. Đó, nên là anh em nhìn con xe này là anh em sẽ đánh giá được cái chất lượng xe lên. Ốc tán anh em nhìn nè, chấm sơn đâu là còn đầy đủ. Đó, gác chân đồ là chưa có ngã đổ gì hết nha anh em. Cần số đồ là ngay ngắn thẳng thớm. Đây, cái chân sau cũng còn đen thui, đẹp đẽ luôn ha. Nhông sên dĩa là chắc chắn là đồ zin rồi, không thể nào mà thay được. Đó, anh em nhìn đây, mọi thứ rất là đẹp, cút bánh còn chưa mở nữa mà anh em. Đó, xe này thì đâu có khác gì xe thùng đâu. Đó, xe này anh em về kiểu như là mấy anh em nào mà hay nói gia đình là xin tiền đi mua xe mới thì anh em
mua con xe này dắt về nhà là y chang một chiếc xe mới luôn đó. Mình sẽ tiết kiệm được một số tiền nó lớn lắm nha mọi người đó. Mình thay mình lấy cái tiền đó mình đập tiền vô đồ chơi ha, đó những cái chữ tem chữ RC390 ở phần yên sau, còn len keng xà beng luôn em, yên rồi nè, chưa có bị phai màu gì hết đó. Và cái con này nó được một cái là nó làm nó phần yên sau rất là bự đó, và nó có thêm một cái tầng ở đây nữa để giúp cho những anh em nào mà thường hay chạy chắc hay là chạy đường đèo đường cua rồi đó, thì anh em ngồi lùi ra đằng sau chút xíu cho cái phơm mình nó ôm vô cái xe, điều khiển xe cho nó linh hoạt ha anh em. Thiết kế yên sau của con RC390 này rất là hay, và bây giờ mình thấy là chưa có thằng nào mà làm cái kiểu yên giống như cái hàng RC390 này hết. Bô thì vẫn còn xài bô zin luôn, đây bô zin còn rất là đẹp luôn mọi người, dĩa sao nè, những cái con tán dĩa anh em nhìn nè, cái đường sơn zin của nó đó, ngay ngắn thẳng thớm luôn nha anh em, quá đẹp luôn. Mâm trước mâm sau đồ ngay ngắn, đây những cái chì căng mâm nè, nằm zin chưa có cạy mở gì hết nha, vỏ zin luôn, mọi thứ cho con xe này đều là zin, thích hợp cho những anh em nào mà mua về mà muốn lên đồ chơi theo cái thích của mình thì con này là không có sai lầm đâu nha anh em. Đó, ốc tán ở phần lốc lốc nồi bên đây nè anh em nhìn nè, đó em quay rất là chậm luôn đó, những cái tem dán số khung số sườn còn dính trên xe luôn ha, quá đẹp. Xe này thì anh em mà chê nữa thì em cũng không biết kiếm xe nào mà đẹp cho anh em nữa luôn. Đó, nhìn tổng thể một lần đi anh em, len keng xà beng hết phục nè, không có xì dầu, không có tươm dầu gì hết nha anh em. Và cái phần cổ bô ngay chỗ cái đồng máy này nhìn nè, sáng trưng luôn ha. Đó, ốc phục rồi, ốc bánh rồi, đây đẹp len keng xà beng hết, vỏ đồ còn rất là dày, vỏ zin dày cui luôn này. Đó, tán dĩa trước nè, dòng ABS trước nè, đây ốc bánh nè, quá đẹp. Em giờ em quay xe này cho anh em, bây giờ em không biết nấu gì luôn, em chỉ quay tình trạng cho anh em coi thôi. Đó, kiến zin đây, mở rất là nhẹ luôn anh em, đó quá đẹp, mà chỉ có 74 củ 800 ngàn thôi, đăng ký đời cao nữa. Rồi nổ máy cho anh em nghe thử nha, tự nhiên tắt đồng hồ. Đó, xe mà mình mua nó cộp quá là lâu lâu nó sẽ hơi bị ngợp xăng chút xíu nha mọi người. Đó, đó là dấu hiệu của một chiếc xe cộp. Máy móc nổ thì rất là êm ái nha anh em, không có khác gì xe thùng hết. Nẹt bô mấy cái cho anh em nghe nè. Đó, im ru luôn, ga điện rất là nhạy luôn nha mọi người. Hệ thống điện đèn còi. Đó, xi nhan đồ là hoạt động ổn định hết nha, màu rất là đẹp. Đây, xi nhan sau đây. Đó, len keng xà beng hết anh em. Rồi, nhắc lại cho anh em mức giá của con RC390 này luôn là 74 củ 800 ngàn. Biển số là biển số thành phố, anh em sang tên đóng thuế là chỉ có 1% thôi nha. Anh em nào mà đang tìm kiếm cái mẫu xe này thì liên hệ gấp về với em, liên hệ gấp để có thể sở hữu một chiếc xe mà ô đô mới có 700 lẻ mấy cây thôi nha mọi người. À, quá trời đẹp luôn. Rồi, tiếp theo đây con xe cuối cùng mà em quay là con SH350. Con này là cũng đăng ký 2022 luôn, 109 củ 800 ngàn. Dòng này thì bể máy bữa nay là bên em về rất là nhiều, về con nào là bán con đó liền, không có ngâm lâu. Đó, xe này thì tổng quan ngoại thất của nó nhìn còn rất là ok. Đó, em quay xa xa và cho anh em nhìn tổng thể xe cho nó dễ nè. Rồi bây giờ mình vô tới chi tiết ha. Đây phần đầu xe, đèn đuốc đồ mọi thứ, những cái mica đèn đồ nó chưa có bị phai mờ gì hết nha anh em, nó còn rất là sáng luôn, về trước thẳng thớm. Đó, không có bị bay sơn gì hết, còn cái tem năng lượng của hãng dán trên về trước luôn nè. Đó, phục đồ là không có xì dầu gì hết nha anh em, mâm trước mâm sau, dĩa trước dĩa sau, heo trước heo sau, đồ là thẳng thớm hết, vỏ còn rất là dày. Đây đó, anh em nhìn những cái gai gió li ti nè, xe này là mua về anh em chỉ có đổ xăng rồi chạy thôi, không cần làm gì hết ha. Ốc tán rồi anh em mình sáng trưng luôn. Đó, quay góc này cho anh em coi, thấy không? Nhìn một cái là mê liền, những con ốc gắn heo nè, đó ốc heo dầu nè, tán dĩa nè, dĩa còn rất là dày, nó vuốt rất là mượt luôn anh em ha. Rồi phần dàn áo đây em quay cho anh em coi, đó xe này không có
ngã tới ngã lui, nghiêng tới nghiêng lui nha anh em. Nó chỉ có xuất hiện một vài vết xước nho nhỏ theo năm tháng thời gian thôi, còn lại là mọi thứ vẫn còn rất là ok. Tem thông số zin của hãng trên cái yếm trước vẫn còn luôn đó. Điện đèn cầu trên con xe này là hoạt động bình thường, chức năng ABS và HSTC, không có lỗi bất cứ một chức năng nào hết. Anh em mua về chỉ chạy thôi. Hiển thị đồng hồ này là đầy đủ nét hết nha anh em, không bị mất một nét nào hết nha. Công tắc đồ bấm rất là mượt kèn nè. Đó, hệ thống vaccine đây, đầy đủ ha. Rồi trong cái cốp này thì em có để cho anh em sẵn một cái cặp kiến. Anh em qua mua là em ráp cặp kiến này cho anh em luôn. Hiện tại là em quay cái xe mà không có cặp kiến này để nhìn cho nó gọn. Đó, cốp còn rất là đẹp luôn anh em. Đó, cản sau đèn bóng mướt mượt mượt. Rồi phần dàn áo phía bên đây chữ và tem SH350. Đó, chưa có bị bung chóc gì hết nha anh em. Các chân đồ sạch đẹp. Đây lốc nồi, lốc học gió nè. Đó, phuộc đồ len ken xà beng đen muôn hết. Vỏ sau cũng còn rất là dày ha. Ốc tán này thì anh em cứ nhìn rồi anh em tự đánh giá chứ em không cần quảng cáo gì nhiều nha mọi người. Đây đó. Biển số này là có ông địa nhỏ nha mọi người, 39. Em không có chuyên vấn đề nhưng mà em nhìn 39 này là em nhớ ông địa, ông thằng tài gì đó. Đó, mua về làm ăn bao phất luôn. Đó, phuộc đồ ngay ngắn thẳng thớm mà anh em không bị xì dầu gì hết ha. Ốc gấp nè. Đó, một vài chỗ thì nó vẫn còn xuất hiện những cái chấm sơn nhỏ nhỏ li ti. Nói chung ốc tán con này nhìn rất là sáng sủa. Heo đây. Dĩa sao cũng còn rất là mượt ha. Đây. Đó, quá đẹp. Rồi phần dàn áo phía bên đây nè, vẫn giống như bên kia, tem đồ vẫn còn rất là liền lạc, không có bị bung chóc gì hết. Đó, cốp này cũng còn nhắn mở rất là nhẹ. Ở đây thì anh em có thể bỏ chìa khóa hay là cái bóp của mình, bỏ điện thoại rồi ha anh em. Cốp này nó không có được lớn lắm. SH thì mấy dòng này cái này chỉ để trưng cho có thôi anh em, không có sử dụng được nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử tiếng máy ha, kiểm tra chức năng điện luôn. Đó, đây bật đèn xi nhan lên. Đó, xi nhan rồi sáng trưng luôn nha mọi người. Máy móc nổ rất là êm luôn anh em. Em quay về là sát cục máy luôn mà anh em nghe tiếng máy nổ nổ êm không. Đó, xi nhan rồi sáng đầy đủ nha. Đèn hậu, đèn stop đồ không có cháy bất cứ một cái bóng nào hết. Đây, đó, đầy đủ full chức năng. Máy móc rất là lực, dặn cái nào là có cái đó nha nè. SH350 này thì bây giờ phân phối chính hãng rồi nên là anh em không có lo về cái mặt phụ tùng nữa, thay thế đồ gì nó cũng dễ hết anh em. Mà xe này Honda thì anh em biết rồi, rất là bền. Đó, chỉ với 109 cũ 800.000 thôi là anh em đã sở hữu được một chiếc SH350 đăng ký 2022 rồi. Và em cũng xin nhắc lại mức giá của con RC390 700 lẻ mấy cây này luôn, đăng ký 2022, 74 cũ 800.000, mức giá cực kỳ thơm rau cho anh em luôn ha. Biển số thành phố anh em sang tên đóng thuế thì chỉ có 1% thôi. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm mua một trong hai mẫu xe này thì anh em nhanh tay bấm gọi vào số hotline ở đây của em nha mọi người. Hoặc là anh em có thể truy cập vào website thimotothủđức.vn để có thể coi hình ảnh chi tiết của hai mẫu xe mà em đang quay nha. Anh em nào mà thấy clip này thú vị hoặc là đang có người thân muốn tìm mua một trong hai mẫu xe này thì anh em nhớ share cái clip này cho em nha mọi người, và cho em xin một like và một follow đó nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip review xe lần sau. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nó bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc.
từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi, người nhà khen là ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, phải là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.